Xong mọi người ạ. Ôi, nắp cây rồi. Nắp cây rồi anh ơi. Mình tiếp tục trở lại video tiếp theo của mình nhé. Này mình chia sẻ với mọi người là một chiếc máy cày Kubota gọi là 46 đi chở gỗ nhé mọi người nhé. Đây đường em nó lên đây khá là trơn này, bên đây vừa dài chấu này. Xem tí nữa nó xuống kiểu gì mọi người. Đường khá trơn, mới hôm nay trời đang mưa. Xem sức mạnh của nó thế nào nhá. Một chở hàng vượt đồi này, đang đi tới chỗ em nó để bốc hàng đấy mọi người. Đó, em nó ở phía xa xa trên kia để hàng ở đây mọi người. Hàng kéo ở đâu về chất đầy một ít một đây. Đây vườn nhá. Đây, keo bên này. Đường mấy hôm nay mưa là nên là cái đất đỏ này nó trơn nhá mọi người. Cabin điều hòa mát rượi luôn. Hello, xin chào nhá. Đâu xuống có dốc nào anh? Xuống dốc nào? À dốc bên dưới này à? Mọi người xem dốc. Máy đây mọi người. Cabin này. Điều hòa mát rượi cho mọi người. Anh vừa thay tổng phanh mới à? Không, vẫn cũ mà. Vẫn cũ à? Sáu mà lực vào đấy ngồi cho nó mát thế nhỉ. Điều hòa hay ra điều hòa mát rượi. Sáu bị ngã à? Trượt chân nhỉ? À, đây, dốc này. May không gáy xương sườn. Cái này nếu mà khô khô thì lên được nhỉ? Còn nếu mưa đấy, mưa này không lên được. Máy to như anh còn không dám lên thì là bọn em. Đây à, chạy cầu số 5 tấn mọi người. Số 5 tấn này. Dây con đoái bé đéo ăn thua. Mẹ lên được không? Có 2 cân hơi là bàn mẹ. Hết. Sao nó lại kiểu này? Bé quá nó tải. Bé quá nó không đủ ôm. Ừ. Lắp 2 cái vào. Rồi nhỉ. Cái bên phải này quay hết từ trên người xuống đến chân.
này chạy chạy cầu 3,5 tấn người top 6,750 siêu 16 màu hơi phải vào để đủ. Sắp hết đồi chưa? Cái bé bên kia không phải à? À. Bóc ít một bên này bóc cái hàng này chứ. Cái này mì khô hay sao vậy? Khô bì à? Ở đây chạy 5 máy nha mọi người nha. Đây mọi người ạ. Đây, máy móc này. Mũ giáo đây. Đây là N28. 28N, mình chẳng biết cái gì đây. C. Bình nhiên liệu đựng được 50 lít, khoảng 50 lít rồi. Xem bên này. Máy rất lộn xộn nha, có bộ làm mát này, bộ điều hòa này, bộ ga cái công nhận này, cơ 5 máy, cơ 1499 này, à không, 499 mọi người, 2499 này, 205, cơ khá là khủng. Gần là 46. Chạy lốp trước là mọi người 8,18 nha mọi người. Lốp sau là 13,6 28. Khá là bự luôn. Lốp khá mòn. Con này đùi thẳng nhá, chụp đùi thẳng, đùi to bự luôn mọi người ạ. Này, ông anh chế thêm một cái quai sách để chịu tải ở trên kia xuống nữa đây, cho khỏe cái phần kéo rơ móc này mọi người. Quá khỏe rồi này. Còn bộ phanh hơi là có hai bình hơi nhá, mọi người nhá. Hai bom hơi nhỉ. Đây mọi người, ở đây nhé. Giờ chở một khoang một thôi, đường trơn trong thì đây có các loại hàng này chở được đầy, mình quá trơn đấy. Để mình nó di chuyển xuống đây nhé mọi người nhé. Xuống dốc này là đi rất chậm đấy mọi người nha. Về giải cháu sẵn rồi, chắc nó đỡ hơn mọi người ạ. Đó. Hôm nãy lên là lên không được này. Không được.
vào là ok mọi người. Ok, mọi người đợi xem đi đổ xong thì mới quay về chuyến sau. Hãy ra, dê dê đúng mọi người ạ. Dê ạ. Để chưa xong mọi người ạ. Ôi, mắc cây rồi. Mắc cây rồi anh ơi. Mắc cây rồi. Lôi được không? Nó bị dê xuống rồi. Chắc cắt đi anh ạ. Cái cành kìa. Mỗi nó càng xuống nữa. Dắt cái xe ra không nhỉ? Nào luôn cây nhá, kéo luôn cả cây thì... kéo luôn đi. Kéo cho nó đổ hẳn luôn đi. Không ấy được đâu, không không di chuyển được đâu. Nó bị trượt xuống ấy. Không ấy được. Dê. Thì nữa chuyến sau anh vẫn phải lấy cháu về giải bên đấy. Cho nó đổ hẳn luôn. Một kéo cây đổ nhá mọi người nhá, để quệt vào cái cành cây cắt à, để cái máy cưa về cắt không. Quý ơi, mời em cái máy lên đây với. Kéo thì đứt đây nhỉ. Cây này đổ thôi. Cây đổ thì cắt làm củi thôi. À dạ. Đúng rồi. Bây giờ lấy cây ở trên kia, mấy cây này đệm vào. Chắc nó đệm vài cây vào. Và chắc nó cũng ra ra đấy. Nó mưa, không mưa đâu, nó không bị đâu mà. Mưa bây giờ nó ẩm ấy. Nó bị dê từ trên kia xuống rồi. Nó nghiêng nghiêng ấy. Tiếp sau thì lấy cái cây đệm. Và một chút xong thì đệm cây nhé mọi người, cây cho nó không phải mắc vào cái cây. Hôm nọ không có gốc cây đổ phát rồi. Nó xuống nhanh quá à? Okay, yeah.
nghiêng phết mọi người ạ. Đây là có nhíp không mọi người, nhíp nên là nó hơi nghiêng. Đường xuống, bắt đầu xuống đường bằng là đi số máy không nhé mọi người. Ông không phối số thùng nữa mà ông chạy số máy ở để máy kéo không thôi. Chào mọi người nhé, mình đi một chuyến về nhé. Chuyến thứ hai xem nó lên đây, em bò lên đây nhé. Em nó có bị ban không, nó thể hiện sức mạnh leo đồi của nó xem. Con này chắc đầu nặng lắm mọi người nhé, đầu nó có một cục tạ cũng phải mấy chục cân ở đằng trước, treo đằng trước nữa mọi người. Ở đang cài số nhá, cài số thùng, số máy đồng tốc luôn nha mọi người. Một số bò lên dốc luôn. Lúc này cũng không hẳn là dốc mấy nhưng mà nó bị trơn mọi người ạ. Cài số hơi khó. Chưa vào số được rồi. Số máy đây tăng tốc lên luôn này. Lên ào ào luôn mọi người. Công nhận máy to lên cái chỗ này là nó quá khỏe luôn. Giờ quay đầu ông lại lui vào trong. Này dài quá nên là tiến lùi hơi khó mọi người. Đấy mọi người, bây giờ em nó xuống đây nhé, đi xuống để kéo chỗ dốc dốc bên dưới này đi lên. Giờ quay đầu đó, quay đầu thì tiến xuống mọi người. Cái này cũng khá dốc mọi người nhé. Cần tới dưới kia.
leo đồi nhé mọi người. Mọi người xem video cho mình xin một like nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh thì cho mình xin một đăng ký kênh. Tổng dốc này xuống từ nhé mọi người. Bác ở đang cắt đấy. Cái này khá gốc. Đó. Lên tận đồi luôn. Mọi người nhé, máy là không dám chở nhiều nhá, tại vì cái đường nó còn hơi ẩm ẩm ướt một chút xíu, để hôm qua mưa ngớt này mọi người, để xem con cóng nó bò lên đây xem thế nào mọi người nhé, có lên được không? Trong thùng kia chắc khoảng hơn 1 tấn thôi, 1,5 tấn nữa. Okay, cóng ít để lên được mọi người ạ. Công nhận máy máy to nên là nó có sức mạnh thật. Máy to kéo quá vậy luôn mọi người ạ. Đây còn ướt này mọi người. Okay. Lên đây coi như là lên được rồi mọi người nhá. Ok. Thế là đã chinh phục được xong cái đường lên dốc này. Mẹ ông lên kìa. Lên không ra đây. Lên không còn mệt đấy nhỉ. Không còn mệt đấy. Khá là dốc này.
Rồi cho phép mình xin kết thúc video tại đây nha. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình với nha. Chào mọi người nha.